Cái nhà ơi, bữa nay là ngày thứ năm, ngày thứ năm mấy chỗ quầy thịt mình đặt, mình mua 4 ký giò heo, với lại mình mua cái gì, mua cái xương bò này mình mua để hầm phở nè. Mình kêu nó cắt cho mình 4 ký luôn, bây giờ nó ở trong đó đang cắt. Bữa nay người ta làm nhiều thịt quá trời luôn á, cho nên mình mua mình khỏi cần đặt luôn á. Mỗi lần mình mua mình phải đặt tới mấy ngày xong rồi mình mới lại đấy. Bữa nay nó có sẵn rồi, xong rồi nó vô chổng nó cưa cho mình luôn, cưa nghe xẹt 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 xẹt, cưa nghe xẹt 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 xẹt. Bữa nay nhiều thịt lắm đấy nha. Tại bữa nay mấy người này làm việc, cái ngày mai ngày đỏ mấy người hãng xưởng đừng nghỉ nha cả nhà. Mua mấy cái xương đó để mình nấu phở. Giò heo thì mình để nấu bánh canh này kia nọ cả nhà. Mỗi lần mua mình phải chờ nó mấy ngày. Bây giờ nó có sẵn luôn rồi. Có này cả nhà. Đang căng cho mình. Nhỏ này nó cưa mới xong. Nó phải đeo cái đó, nó vô cái phòng nó cưa mới nghe, không có ồn cái lỗ tai cả nhà. Mấy cái thịt Noel qua nó quá trời đồ luôn. Bây giờ nó hạ nhiều. Bây giờ nó đang căng, chờ nó căng lấy cái xương bò nó xong. Cái thịt này là thịt thịt này ha, muốn không? Xếp à? Thịt này thịt bò kiểu mình người ta ủ muối hay người ta treo phơi gì xong khói gì cho nó khô này cả nhà. Nghe thấy xong lấy thịt xong mình đây. Bắt đầu tiết rơi nữa cả nhà ơi. Bữa nay chợ đông quá cả nhà ơi. Bữa nay chợ đông nha. Mình đi Ica City xong rồi bây giờ mình đi qua phía cái tiệm di dân cả nhà. Tiệm di dân thì nó bán rau cải này kia nọ nó rẻ cả nhà. Ica City á, lúc nào á cái chợ của nó cũng đông nghẹt cả nhà ơi. Coi xe nè quá nha. Xe quá trời xe luôn. Bây giờ cả nhà xem phía sau chợ tiết nó rơi nữa cả nhà, thấy rơi không, rơi bay xuống nữa. Bây giờ mình đi vô tiệm đi vô. Nãy mình đi chợ mình thành quả mình mua được bao nhiêu đồ nha cả nhà. Mình đi hình như ba cái chợ. Đây là con trai cái chui đây, nó đói nè ông bà cô chú ơi, chút xíu mà cho ăn cái hũ này nha. Hũ này đã giống như là cơm sữa vậy cả nhà, cơm nó nấu với sữa rồi có hương vị. Một bên này nè thì nó để bên này thì nó để dâu mà nó hơi ngọt ngọt á cả nhà, để trộn qua này nó ăn á. Này mình để đi vào cái chợ, đi Ica City với đi Đi Đình với đi tiệm Di Dân. Cái này mình mua ở Đi Đình chuối, cái này mình mua Ica City. Cái này nó bán, bữa nay nó hạ giá, hai hũ nó bán có 10 đồng à. Mỗi lần hũ gì có 12, 13 đồng lắm cả nhà. Rồi mình mua cà rốt này mình cũng mua ở Đi Đình. Dưa đeo với tỏi này 500g cả nhà. 500g hay 300g ta? Như 300g thì... Hình như là 300g thì phải... 500g hay gì á? Cái bịch này là 30 đó cả nhà. 30 là 70-80 tiền Việt Nam. Rồi xong rồi ha, dưa đeo mình mua tiệm Di Dân. Này mua ở Ica City. Rồi thấy nó hạ giá, trái còn 8 đồng này, ngon quá cả nhà. Mua 6 trái, 2 4 6 trái. Cái quýt bữa nay cũng rẻ, nó ký 18 đồng à. 18 đồng mua bịch này rất mấy ký. Trái đậu này nè, trái đậu trái xì điếu anh nhỉ, từ kia bằng trái xì điếu
Xì điếu này ha, bữa mua ha, ăn nó ngọt lắm cả nhà, ở tiệm Di Dân á, nó bán ký 59 đồng một ký, mua ba trái này ký mấy gần 2 ký cả nhà, 80 đồng. Đây, đậu que mình cũng mua ở tiệm Di Dân ký 55 đồng. Để lót kali á, bắp cải xanh này thì lý định nó hạ giá nè, hai mấy đồng nó hạ còn mười mấy nha. Hành tây cà chua, với lại mình mua một cái khô vừa để chiên cho mấy nhỏ nó ăn. Đây mình mua món gà bóng dũi với bịt ngò dí. Còn ở bên đây là mua nhò heo nè cả nhà. Nhò heo hồi nãy mình đứng mình chờ nè, kia nó cắt khoanh khoanh cho mình vậy nè. Cái này móng heo nè, nằm ở chỗ móng heo á, cắt khoanh khoanh cho mình mua cái này 4 kg nha, 4 kg. Rồi cái này ha, thịt bò, xương bò mua để mình hầm phở, mình nấu phở, nấu món bò Huế này kia nọ. Ủa cái nhỏ này nó, ủa thịt không nè cả nhà ơi, xương mà nó thịt không à, thịt nạc không à. Ủa nó cắt cục nào cũng lấy bự dữ vậy, cục nào cũng lấy bự chà bá lửa luôn. Mình mua này cũng được hai cái thịt đó, thịt đó mà ha, mấy đồ rau cải gì đó mà hết cái này là ngàn mấy cả nhà. Mua tiệm Ica City thì 500 mấy ngàn 600, mua tiệm Di Dân 200 mấy ngàn 300, rồi mua đi lệnh thêm 200 mấy nữa. Tổng cộng ngàn mấy. Rồi, anh này đấy bự rồi, ông ơi cứ chứ ơi. Bây giờ mà ha, mình sẽ gỡ cái hộp cơm sữa này cho dắt nó ăn. Dắt nó thích ăn cái này lắm không bà cô chú ơi. Còn mình nói là ăn hết hộp luôn á. Mà cho ăn nha. Mà cho mông nè. Mà cho mông nè. Nha, má mà đi lấy cái muỗng mà cho mông nha. Ok. Ok. Ăn chào ông bà cái chứ. Ơ nãy giờ mình đi chợ ở nhà ngủ với chị hai nè ông bà chú ơi. Em giỏi lắm luôn á. Hả? Má cho mông nha. Ông bà cô chú ơi, có ăn cơm sữa nè, con mở ông bà cô chú ăn với con đi. Ngon lắm á, ông bà cô chú ăn nè. Đây nè, cơm sữa nó vậy nè cả nhà. Nó một bên á cơm nó nấu với sữa, giống như cơm nếp vậy, nó nấu với sữa. Xong rồi ha, bên đây thì dưa ruột nó để riêng rồi, xong rồi mình trộn qua. Dưa ruột đó thì nó hơi ngọt ngọt á, cái dâu nó hơi ngọt ngọt, cái nhân nó ngọt ngọt. Ở Việt Nam mình tự tự giống như chè bắp vậy. Nó béo quá cả nhà, nó béo béo, nó ngon ngon, thơm thơm, nó ngọt ngọt. Dắt khoái lắm ông bà cô chú ơi. Ngon quá ha. Mời ông bà cô chú ăn với dắt nghe. À, dắt ha. Dắt mời ông bà cô chú ạ. Ôi cái miệng hả bự luôn nè ông bà cô chú ơi. Ngon không, ngon không? Ngon không? Ngon không? Ngon không? Đó ông bà cô chú nghe đây. Ngon quá. Ngon ngon quá. Vậy hả? Trời ơi xí sợn. Mời ông bà cô chú ăn với anh với dắt đi. Ngon quá, ngon không? Ngon không? Bà cô chú ơi, con review cái cơm sữa này ngon nè. Ngon không? Vỗ tay đi. Vỗ tay cho ông bà cô chú coi coi. Vỗ tay. Ôi nhủ trời gì. Vỗ tay không? Hả? Có vỗ tay không? Dính tay con hả? Vỗ chai đi ông bà chú. Ngon quá mẹ. Mình mua này á mà xé xé cho em ăn ngủ là ấm lòng luôn rồi. Nó ngủ trưa, sáng nó ngủ trưa, sáng nó dậy nó ăn xong nó ngủ trưa xong nó dậy mình cho nó ăn hủ này nè. Là đã luôn á ông bà chú ơi. Như vậy là no tới chiều mới ăn cơm nữa. Hết rồi. Ôi hết luôn rồi. Mà cô chú ơi hết luôn rồi nè. Ôi hết rồi. Ngon quá hết rồi. Hết đây. Hết hả con? Giỏi quá. Uống vitamin nha. Sáng giờ mẹ chưa có cho uống vitamin, cái vitamin này nè. Rồi bữa bà dắt đi khám cô mụ mà quên xin ông cô mụ thêm một hũ nữa, sắp sửa hết rồi. 3, 4, 5. Mà nó hết đi xin cô mụ nha. Ôi giỏi quá. Ôi ăn hết, ăn xong luôn rồi. Bye bye.
Chú. Xin chào cái nhà. Mời cái nhà ăn bánh canh với nhà mình nha. Bánh canh mình nấu. Xin chào ông bà cô chú. Trời ơi. Ai dắt cái nhà ông bà cô chú? Dắt ngồi xe quá vậy hả? Mẹ cho dắt ăn nha. Em chỗ ngồi. Mở bà chú ăn với đây đi. Mà bà chú ngon. Mà bà chú ăn con. Nóng à? Nóng à? Mẹ chưa cho ăn nữa sao nóng cái gì? Rớt một cái. Rớt một cái luôn á. Mình nấu à. Mẹ ơi, nửa dắt nó trắng cái bên đó. Nó nấu tiếp. Cái này mình nấu trong cái nồi luôn cả nhà. Mình nấu tôm với thịt. Ngon không? Dạ ngon. Cạp á. Cạp bông nữa không bà chú ơi. Này gì vậy? Bây giờ cái găng giống găng thỏ nha. Này gì vậy? Thịt ăn vô. Thịt nào? Thịt ăn đi. Ăn đây là biết à. Em biết, biết thịt đó. Em biết thịt này ngon. It's not fish. I'm not enough fish. John bây giờ nó nằm biếng ăn lắm ạ. It's the thing that goes with the thing. It's the thing that goes with the scone. The yellow scone. Là cái gì mà vàng? Thịt dưới tôm á. Meat with shrimp. Con phải nói tiếng Việt với em cho em nó quen phải không? Không phải cá. Không phải cá. Là tôm á. I know you eat it with your food. Mình nói là gửi là pasta đấy. Aha. Nè. 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 Vì nó nói cái hoành thánh đó. Vì nó tưởng cái thịt của hoành thánh. Ăn ngay ngon lắm. Đúng nhau. Đúng lắm nè. It tastes like the same. Eat at that. No. That's mom. Cả bom hả? Ngon quá cả nhà. Yes, for me this whole day. Okay. And no. This whole night. Mình để nha. Bánh canh á, mình nấu trong cái nồi á. Nó thấm nó ngon hơn cả nhà. Hả? Nó dắt nó cắn nhiều quá. Chứ mà mình nấu nước sốt á, mình chút ra nó không có gì thấm bằng nấu trong nồi đâu. Mình bỏ bánh canh vô nồi nước sốt luôn nó ngon. Nghe được cái gì khác đi. Này nó cắn. Cho dắt bò non đi. Nè. Mẫu mặt con bò non em xôn xở đó kìa. Mai là ngày lịch đỏ. Chồng mình đừng nghỉ cả nhà. Mấy người làm việc đừng nghỉ.
Mấy đứa con nghỉ tới tuần tới. Tuần tới thứ ba là vô học rồi. Không ăn hành sao. Không ăn hành sao nãy không đưa cho ba. Thôi. Cặp bơm mà ông bà chú ăn. Mấy cha con đang năn nỉ mình. Why? Năn nỉ mình ha, thứ bảy cho đi, cho đi coi phim. 7 giờ 45. Coi tới 3 tiếng rưỡi tuần phim đó. Ba cho con đi. Mình đi không có được. Có ông dắt rồi đi không có được. Coi phim vậy hả? Gần 12 giờ mới về. Nãy giờ mấy cha con năn nỉ mà mình chưa có đồng ý. Mà cứ chú kêu mama nói. Ăn đĩa chưa? Mà cho mình mà nói gì? Cho ăn đĩa chưa? Ở đây ba dép coi phim gì á? 500 mấy rồi cả nhà. Vé người lớn 200, vé con nít 150. Mẹ ơi, sao không được, sao không được, không có chơi. Mẹ nói không được chơi kia lâu. Đi chơi bỏ mẹ ở nhà hoài, bỏ mẹ với dắt hoài. Đúng rồi, bỏ mẹ với bỏ nhắc ở nhà hoài. Mẹ với dắt buồn. Một ngày mình sẽ dắt mẹ với dắt đi nhà hàng, rồi mua nhiều đồ nhiều nhất cho mẹ với. Trời ơi gớm à. Con sẽ mua. Tiền ở đâu nha? Ok, khi nào mình đi chợ một lần á là con sẽ mua đồ cho mẹ á. Mẹ muốn mua cái gì cũng được phải không? Tiền ok ok, chừng nào con có giống như nhiều tiền giống như tia chú sẵn. Trời ơi hay chờ con có nhiều tiền hơn mẹ già rồi. Ok chú sẵn này hai phim chú sẵn. Mẹ ơi hai đứa ăn để cho là mình mẹ đi mẹ. Mình đi chợ thì sao mày mẹ mẹ được đứa một đồ con mua mà phải mẹ xin hay là ít không mà mẹ ơi mẹ ơi ăn cái này lục đi không ăn để vô con phải ăn thịt vô nha ăn thịt lục đi không nha có ăn thịt mẹ đừng có hỏi mẹ không có ăn thịt mẹ không được đi mẹ có ăn mẹ đang suy nghĩ eat it then mom is gonna. Yes sir. Ida, nha, Ida, coi nè. It's good, right? Mình nói mình muốn đi nữa. Cái chồng nói hai chị kêu bà nội lại coi dắt. Cô mà nói mà coi em chắc là sao coi được. Chà chà chà. Dắt nói chà 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 sao giữ bà nội giữ dắt sao mà xể được. Ừ. Dắt quậy quá mà bà nội giữ dắt đâu có xể đâu. Đúng không? Mà sao mà nó buồn, người nó cảm. Nói chuyện không bà chú ơi, nó nói chuyện không bà chú ơi. Ăn nước té. Ăn để lệ vô. Ăn con mẹ ăn nước té dưới luôn á. Cho năng đẻ vô. Hồi nãy mua quýt ấy, ngọt quá trời luôn á cả nhà. Mình bữa nay nó ha, Ica City nó hạ nó bán có 18 đồng ký à. Chứ mỗi lần quýt này ha 39 đồng ký cả nhà.
nó ngọt quá trời luôn, biết gì nãy nãy mua cái đó chắc cũng 3 kg mấy á. Jessica nó khoái quýt lắm, nó ngọt thôi chứ mai chạy đi mua thêm vài ký nữa. Ăn đẻ lên John, ăn thịt thà gì vô hết cho mẹ. John bây giờ kén ăn lắm nha, ăn đẻ vô con giúp đỡ vậy. Giúp đỡ cái gì? À, John phải ăn thịt vô, nếu không không có lớn đâu. Nói tiếng Việt cho mẹ coi. Ăn đẻ lên nữa mẹ nói. Con phải nói tiếng Việt với em cho em nó quen cho không? Con cứ nói tiếng Anh với em hoài ha, rồi em không có hiểu tiếng Việt luôn á. Để nói sao, nói ở nhà là hai đứa phải nói tiếng Việt. Viết chữ điện. Nãy thử ngọt ra với Sika nó ăn hết 3 trái không bà con chú ơi. Sika look at this long one. Ất thần xíu xíu. Sika look at this bitch long. Nãy mình mua á thì mình cảm thấy bóp nó cảm thấy nó hơi cứng cứng, sợ nó giống như kiểu giống như cam vậy á, cho nên mình không dám mua nhiều. Mama. Mà ai ngồi đâu được, trong đó nó nước ngon lắm. Mà còn 3 cái thôi. Còn 3 vé hết hả? Rồi hết vé luôn. Anh ta. Chưa biết được ai cũng không. Bây giờ không phải là mẹ quyết định mà là vé nó quyết định. Hết vé không bà con chú ơi, sắp sửa hết vé rồi. This is my biggest fat boy. This is a fat boy. It's like an orange. If you put a plus legs from. They're okay. They're okay. They're okay. They're okay. Finns det bara framme. Ở đây á, nhà này á, ba cho con là xiên đi lắm luôn á. Ba nói hả, mấy đứa nhỏ mà đòi cái gì là hả, chiều cái đó cả nhà. Đòi gì là cho chơi cái đó đó. Ba đó hả, bây giờ bận rộn cỡ nào đi chăng nữa, mấy đứa nhỏ chơi cái gì hả, là hả, bực lực là chạy đưa rút á, không từ chối cái nào không. Không bao giờ than cả nhà. Mấy đứa nhỏ mà đòi cái gì nó cho chơi đó, nó không bao giờ than. Còn mình kêu là không có. Nó ăn lẹ không? Ok. Nè, nè sao có một cái ép lê lắm. Cái kia luôn rồi. Ừ. Anh ta. Không có biết gì. Chồng mình á, rảnh chút xíu là ngồi yên không được. Phải kiếm cái này chơi, kiếm cái này ha. Đi chợ ha, đi búa ha, cứ đi. Làm buôn ra cái là đi chợ không, đi chợ không. Đi đâu không. Tại vì làm mấy cái ngồi bấm di tính, cứ ngồi làm việc trên mạng miết buông xuống là muốn đi à. Tâm không? Ông bà cô chú thân con như giác thì ông bà cô chú ơi kia cho con nhận giác nha. Cảm ơn bà cô chú. Mừng bà chú. Video mình quay tới đây thôi cả nhà ơi. Hẹn cả nhà vào clip sau. Bye bye cả nhà. Chào mình. Bye bye. Bye bye. Bye bye.